Hàng hoa lan của mình xin chào cô chú. Và ngày hôm nay thì bên cửa hàng bên con đang có một số chậu giả hạt ta ly lửa đỏ. Và cái bên con là hàng gieo hạt nha cô chú. Đây là mặt hoa mẹ của nó nè. Đây là mặt hoa mẹ lửa đỏ nha cô chú. Hoa cực kỳ đẹp. Mặt hoa mẹ của nó là rất là đẹp nha cô chú. Ta ly lửa đỏ. Và cây bên con thì cây có một số chậu đang trong tình trạng đã đứng ngọn rồi. Một số chậu thì bữa hôm nay đi ngọn luôn. Bây giờ mình mua về là mình sổ bông liền nha cô chú. Số điện thoại của bên con là 0908 846 04. Địa chỉ nằm ở phường 4, Tiến Chánh, thành phố Tân An, Long An. Sau đây con sẽ giới thiệu cô chú mình cái hình cây của giả hạt ta ly lửa đỏ, hàng gieo hạt nha cô chú. Và đây là chậu ta ly lửa đỏ mã số 1 nha cô chú. Đồng giá là 250.000 một chậu. Do phía ngoài đây làm đường nên nó ồn tí nha cô chú. Cây là cực kỳ đẹp. Và cây bên con đã bắt đầu xuống rễ rất là tốt rồi. Mã số của nó là mã số 1. Và giá tiền là 250.000. Cây này muốn đứng ngọn nha cô chú. Sẽ bắt đầu nó nụ thân ra. Tại vì nó mới đứng ngọn nó thân nó chưa nụ nha cô chú. Đây là ta ly lửa đỏ hàng gieo hạt. Mã số là mã số 1 và giá tiền là 250.000 nha cô chú, mã số 1. Và kích thước của chậu này nó đang dài tầm khoảng 23 cm cô chú, từ gốc tới ngọn có 23 cm. Giá của nó là 250.000. Bản lá cực kỳ dày nha cô chú. Cây này thì nó mới đứng ngọn thôi. Khoảng một thời gian nữa thì nó sẽ bắt đầu nụ thân ra và tụt lá và nó sẽ bắt đầu cho ti hoặc là hoa ngay Tết. Đây là mã số 2 nha cô chú. Cô chú nhìn cái thân đó nè, nó còn một số mắt ở dưới cái thân già nhỏ nè cô chú. Và một thân lớn đã đứng ngọn. Và thân lớn đứng ngọn xong nó sẽ bắt đầu nụ thân ra nha cô chú. Cô chú nhìn thân nó nụ ra đó. Đó. Tại do trước có làm đường nó quay hơi ổn tí nha cô chú. Và mã số của chỗ này là mã số 2. Giá tiền của nó là 250.000. Giá hạt ta ly đỏ hàng gieo hạt của chú, mã số là mã số 2. Và thân này thì đang dài tầm khoảng 24 cm nha cô chú. Mã số của nó là mã số 2. Cây này thì chuẩn bị là tuột lá sẽ bắt đầu cho hoa nè. Và giá của nó là 250.000, mã số là mã số 2. Mặt hoa là mặt hoa sổ nha cô chú. Và cái mặt hoa mẹ của nó là đảm bảo là mặt hoa ta ly đỏ 100% luôn, mặt hoa y chang hình. Mã số là mã số 2. 250.000 cô chú. Đây là mã số 3 nha cô chú. Và mấy cái lá này nó bị vàng là do nó đang chuẩn bị nó tuột lá đó cô chú. Tại vì thân này đã đứng ngọn rồi nè. Đó. Bản lá cực kỳ đẹp nha cô chú, thân đã đứng ngọn rồi. Và cái thân mẹ nhỏ đó có thể mình về mình kích lên kêu là cho bông đó nè cô chú. Đó. Cái này lên mắt đã sưng rồi nè. Đây. Cô chú nhìn mắt đã sưng rồi nè, chuẩn bị lên kêu nha cô chú. Và thân này thì nó đang dài được tầm khoảng để con đo thử coi. Đây. Tầm khoảng 27-28 cm. Và giá của cái giò ta ly đỏ mã số 3 này là 250.000. Đồng giá nha cô chú. Đồng giá là 250.000. Mã số là mã số 3. Cây cực kỳ đẹp. Và tiếp tục đây là mã số 4. Giá của nó cũng là 250.000 luôn cô chú. Đó. Mã số là mã số 4. Giá là 250.000. Giò đã ra rễ cực kỳ tốt nha cô chú. Đó. Ra rễ rất là khỏe. Và kích thước của nó là đang dài tầm khoảng 24-25 cm. 250.000, mã số là mã số 4. Và đây là giò ta ly đỏ mã số tiếp theo là mã số 5 nha cô chú. Thân này đã đứng ngọn rồi. Và kích thước nó đang dài tầm khoảng 24 cm nè cô chú. Mã số của giò này là mã số 5. Và giá của nó là 250.000, đồng giá. Đã ra rễ nha cô chú. Mã số là mã 5, giá là 250.000. Và tiếp tục đây là chậu ta ly đỏ mã số tiếp theo, đó là mã số 6 cô chú. Và kích thước cây đang dài tầm khoảng 17 cm. Và giá của nó là 250.000. Đó. Cây đã đứng ngọn nha chú, nó bắt đầu nụ thân ra rồi. Mã số của nó là mã số 6. Và giá tiền của cái giò này là 250.000. Đây là ta ly lửa đỏ hàng gieo hạt nha cô chú. 250.000 và mã số là mã số 6. Và đây là giò ta ly tiếp theo. Mã số của nó là mã số 7. Và giá của giò này cũng là 250.000 nha cô chú. Và kích thước cây đang dài tầm khoảng 25-26 cm. Và cái này thì nó chuẩn bị đứng ngọn rồi cô chú. Giá của nó là 250.000. Đây là ta ly lửa đỏ hàng gieo hạt nha cô chú.
mã số của nó là mã số 7, giá là 250. Cây rất là đẹp luôn cô chú. Cây cực kỳ mướt, mã số là mã số 7. Giá của nó là 250.000 trên mã số 7. Và đây là mã số tiếp theo cô chú. Mã số của giờ này là mã số 8. Thân này đã đứng ngọn rồi. Và nói chung là đã ra rễ rất là tốt nha cô chú. Mã số là mã số 8, giá là 250. Và cây này nó đang dài tầm khoảng 25 cm. Bản lá rất là dày nha cô chú. Nói chung là thân thủ thì rất là đẹp đó. Còn mặt hoa là mặt hoa sổ. Hoa mẹ của nó là tali đỏ đó cô chú. Giá của nó là 250. Mã số của nó là mã số 8, 250.000 cho mã số 8. Và cái giò tali mã số tiếp theo đó là mã số 9 nha cô chú. Giò này thì vẫn còn đang đi ngọn nè. Cây rất là mất luôn á, rất là khỏe. Và cây này thì nó đang dài tầm khoảng 24-25 cm cô chú. Đã ra rễ rất là khỏe nè. Đó. Đây là giả hạt tali đỏ. Mã số của giò này là mã số 9. Và giá tiền của nó là 250.000 nha cô chú. Mã số là mã số 9. Cây này vẫn còn đang đi ngọn luôn nè. Rất là mướt. Và tiếp tục đây là mã số 10 nha cô chú. Cái giò này đã đứng ngọn rồi. Và thân này thì đang dài được tầm khoảng 24-25 cm, khoảng 24 cm đó. Đã đứng ngọn nha cô chú. Và giờ này thì rễ đã đầu xuống rễ rất là khỏe rồi. Mã số của nó là mã số 10. Và giá tiền của nó là 250.000. Ta ly tươi đỏ hàng giao hàng. Mặt hoa là mặt hoa sổ nha cô chú. Thân thủ nó nhìn cực kỳ đẹp luôn á. Mã số là mã số 10. Giá là 250.000 cho mã số 10. Và đây là mã số 11 nha cô chú. Cô chú nhìn cái bản lá của nó rất là đẹp nè cô chú. Lá như kiểu lá đồng xu vậy đó. Đó. Cực kỳ đẹp, mã số là mã số 11. Kích thước cây đang dài tầm khoảng 14-15 cm. Xin lỗi chú, 24 cm. Kích thước cây là 24 cm. Cây này thì vẫn còn đang đi ngọn luôn. Mã số là mã số 11. Và giá tiền của nó là 250.000 nha cô chú. Đây là giả hạt tali lưu đỏ, hàng giao hạt mã số 11. Giá là 250.000. Tiếp tục đây là mã số 12 nha cô chú. Giò này thì đã đứng ngọn rồi. Và giá của nó là 250.000. Thân nó còn nù ra nè cô chú. Đã ra rễ rất là tốt. 250.000 nha cô chú. Và thân này thì đang dài tầm khoảng 23 cm. Giá của nó là 250.000. Mã số là mã số 12. Và đây là giò tali đỏ mã số 13 của chú. Và cái thân này thì đang dài tầm khoảng 23-24 cm. Đó, nói chung là thân nó đã đứng ngọn, chuẩn bị nù ra của chú. Bản lá rất là dày và cứng rồi. Đó. Đã ra rễ nha của chú. Mã số của giò tali đỏ này là mã số 13. Giá là 250 cho mã số 13. Tiếp tục là mã số 14 nha cô chú. Cây đứng ngọn rồi. Và cái thân này nó dài tầm khoảng 26 cm. Đã đứng ngọn. Thân bắt đầu nù ra rồi nha cô chú. Giá là 250. À, mã số của giò tali đỏ này là mã số 14. Và giá của nó là 250.000 cho mã số 14.